vì sao Tô Lâm và Bộ Công an cho bắt đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân vào lúc này. Mạng xã hội của người Việt Nam rung động trước thông tin đại biểu Quốc hội nổi tiếng với nhiều phát biểu gai góc trên nghị trường là ông Lê Thanh Vân đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ, khám xét nơi ở và nơi làm việc vào ngày 10 tháng 7 với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để mà trục lợi theo Điều 358 Bộ Luật Hình Sự. Được biết, đây là kết quả điều tra mở rộng của vụ án của Công an Thái Bình đối với cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, người đã bị khởi tố bắt giam vào ngày 14 tháng 11 năm 2023 với tội danh cưỡng đoạt tài sản. Sau đó bị điều tra thêm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã bãi nhiệm 3 đại biểu, cho thôi nhiệm vụ 10 đại biểu, khiến tổng số đại biểu hiện chỉ còn là 486 người. Ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng vốn là hai trong số các đại biểu nổi tiếng trên nghị trường với những phát ngôn thẳng thắn, bộc trực, không kiêng nể trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội nhiều năm qua. Do đó, hai ông không thể tránh khỏi sự bực tức của các quan chức lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo khối tư pháp. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng từng làm nóng nghị trường với những phát biểu chỉ trích thẳng vào Bộ Công an, ví dụ ông Nhưỡng từng nói thẳng trước Bộ Công an và ông Tô Lâm rằng vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp. Không chỉ có vậy, ông Nhưỡng còn dám chọc vào tổ kiến lửa, đó là vụ án Hồ Duy Hải, vụ án Đồng Tâm. Khi đó, theo giới quan sát, việc Bộ Công an sẽ kiếm cớ để bắt ông Nhưỡng là điều chắc chắn, không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là thời gian nào mà thôi. Tương tự, vào tháng 11 năm 2023, tại Quốc hội, ông Lê Thanh Vân từng có màn đấu khẩu gay gắt với Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong liên quan đến dự án khu đô thị sinh thái Sài Gòn Đại Ninh của bà trùm Trương Mỹ Lan và đại gia Nguyễn Cao Chí. Đây là một siêu dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã khiến nhiều lãnh đạo quan chức rơi vào vòng lao lý, trong đó có ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh Lâm Đồng và bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư. Khi nói về sự bao che của các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan thanh tra Chính phủ với dự án Sài Gòn Đại Ninh, dù đã đình chỉ dự án nhưng sau đó lại ra quyết định cho phục hồi, đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn rằng việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả đoàn thanh tra có đúng luật hay không, với vai trò kép vừa là thủ trưởng cơ quan thanh tra vừa là người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổng thanh tra chịu trách nhiệm gì trước pháp luật? Hai đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và Lưu Bình Nhưỡng cũng bị bắt do những phát ngôn nhạy cảm cách nhau gần một năm, nhưng cùng do một đơn vị thực hiện là Công an tỉnh Thái Bình. Tuy mục đích có sự khác biệt, nhưng điểm chung đều nhằm mục đích dằn mặt để răn đe các tiếng nói phản biện. Đồng thời, ông Tô Lâm của Bộ Công an còn chuyển đi một thông điệp để đe dọa công luận, đó là đến đại biểu Quốc hội người ta có quyền miễn trừ, nhưng nói năng trái ý thì cũng bị bắt, và dù Bộ trưởng Tô Lâm hay Bộ trưởng Lương Tam Quang thì cũng giống nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt trong việc bắt ông Lê Thanh Vân mới đây là cú quyết định, vì kể từ nay sẽ không còn bất kỳ đại biểu Quốc hội nào nói trái ý với ông Tô Lâm. Từ đó, ông Tô Chủ tịch sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn Quốc hội là cơ quan lập pháp. Cũng từ đó, Tô Lâm và phe cánh có thể thông qua cả các dự luật cho Bộ Công an soạn thảo và trình Quốc hội tương tự như cách làm luật an ninh cơ sở đã được thông qua vào cuối năm 2023. Bởi Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội do Trung tướng Lê Tấn Tới là một đàn em thân cận của Tô Lâm đang kiểm soát. Giới phân tích chính trị quốc tế đánh giá, Chủ tịch Tô Lâm đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng xây dựng bộ luật theo ý của mình để biến Việt Nam thành nhà nước độc tài công an trị, và Tô Lâm sẽ trở thành một kẻ độc tài sắt máu giống như Putin tại Nga. Khi đó, mọi quyền lực tập trung trong tay của một cá nhân, ông Tô Lâm, chứ không còn là sự lãnh đạo của tập thể Bộ Chính trị như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Tô Lâm và Bộ Công an cho bắt đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân vào lúc này. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao trước hội nghị Trung ương 10 đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam
sẽ quyết liệt chưa từng thấy. Theo kế hoạch, Hội nghị Trung ương lần thứ 10, khóa 13 sẽ khai mạc vào đầu tháng 10 năm 2024. Nội dung trọng tâm nhất của hội nghị này là bàn về công tác nhân sự chủ chốt cho ban lãnh đạo đảng nhiệm kỳ Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Hội nghị Trung ương 10 diễn ra trong bối cảnh nội bộ chính trường của Việt Nam xáo trộn chưa từng thấy. Kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, với hàng loạt nhân sự lãnh đạo cấp ủy viên Bộ Chính trị dắt tay nhau ra đi, với tần suất dày đặc ở mức bình quân gần như mỗi tháng sẽ có một người. Cụ thể vào tháng 1 năm 2024, trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ra đi. Tiếp đó đến tháng 3, đến lượt ông Võ Văn Thưởng, sang tháng 4 là ông Vương Đình Huệ, tháng 5 là bà Trương Thị Mai, và mới nhất vào tháng 6 là Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Tuy nhiên, ông Dũng vẫn chưa phải là người cuối cùng, mà sẽ còn có một số ủy viên Bộ Chính trị tiếp tục phải ra đi trong thời gian 17 tháng còn lại của nhiệm kỳ Đại hội khóa 13. Thông báo mới nhất của Bộ Công an cho biết, cơ quan an ninh điều tra A09, chứ không phải cơ quan cảnh sát điều tra C03, là bên đã xử lý vụ án công ty Cây Xanh Công Minh cho thấy, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có khả năng liên quan đến một số lãnh đạo cấp cao của Đảng. Giới thạo tin cho biết, người đứng sau bảo kê cho công ty Công Minh là có thể là Ủy viên Bộ Chính trị thuộc phe Nghệ Tĩnh, có thể là Vương Đình Huệ hay Trần Cẩm Tú hoặc cả hai. Một vấn đề quan trọng không kém đó là sự vắng mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai kỳ họp quan trọng của Đảng mới đây, đó là Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương và Hội nghị Quân ủy Trung ương. Sự vắng mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là lý do sức khỏe của ông hiện nay rất xấu. Mới nhất, một nguồn tin nội bộ cho biết ông Trọng đang được các bác sĩ Trung Quốc do Tập Cận Bình mới tăng cường bổ sung sang Hà Nội để chữa trị chứng suy gan viêm phổi. Thông tin này ảnh hưởng rất lớn đến chính trường Việt Nam khi Chủ tịch Tô Lâm chưa kiểm soát được hoàn toàn. Điều này cũng là lý do vì sao, theo giới phân tích, chính trị Việt Nam từ nay cho đến Hội nghị Trung ương 10 sẽ quyết liệt chưa từng thấy. Các bên sẽ xuất hết nội công ra, hết sức lực bằng mọi giá để mà đánh bại đối thủ. Cũng một nguồn tin nội bộ mới đây tiết lộ thêm có khả năng cao Phạm Minh Chính sẽ được Trung Quốc chọn ủng hộ cho kế nhiệm ông Trọng, chứ chưa chắc đã phải là Tô Lâm, vì Trung Quốc đã từng ủng hộ ông Chính vào hồi làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vào năm 2011. Và khả năng này cao thấp như thế nào cũng còn phải đợi xem Trung Quốc có mời Tô Lâm sang thăm chính thức với vai trò là Chủ tịch nước vào thời gian tới hay không. Vẫn theo nguồn tin trên, hiện nay các tướng lĩnh quân đội có xu hướng ủng hộ cho Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương vào ngày 8 tháng 7, người chủ trì điều hành hội nghị là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, chứ không phải là ông Tô Lâm. Bên cạnh đó, hầu hết các gương mặt thân cận với Tổng Trọng như Lương Cường, Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Lê Minh Hưng, Lê Hoài Trung đều cho thấy có sự có mặt ủng hộ đối với Chủ tịch Tô Lâm trong giới lãnh đạo cấp cao đã suy giảm rõ rệt. Trái ngược với những tin tốt lành của ông Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Tô Lâm được cho là đang trong tình thế tứ bề thọ địch khi phe Nghệ Tĩnh bắt đầu phục hồi thế lực, trong lúc Bắc Kinh thì đang tìm mọi cách để mà gây áp lực với ông Tô Lâm cả trên bộ, trên biển trước chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông với cương vị chủ tịch nước. Trong khi có những tin tức cho biết Bộ Công an đang chuẩn bị lật lại hồ sơ của Siputra liên quan đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng bị cáo buộc làm lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, giúp họ tránh thuế gây thiệt hại cho ngân sách 3.000 tỷ đồng là thời giá vào năm 2002. Đổi lại, ông Trọng đã nhận những món quà bằng tiền mặt và hiện vật với trị giá hàng triệu đô la. Thông tin cụ thể ra sao phải sau điều tra mới rõ. Đáp trả, phe Nghệ Tĩnh cũng tuyên bố sẽ lật lại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần công ty AVG. Theo đó, ông Tô Lâm trong vai trò đồng phạm tiếp tay bao che thông qua các văn bản mật làm cho nhà nước thất thoát tới gần 7.000 tỷ đồng. Điều đó cho thấy sự mất đoàn kết của nội bộ Đảng đã tới lúc một mất một còn, như những kẻ thù không đợi trời chung. Cuộc đấu đá tranh giành quyền lực vẫn không có hồi kết. Trong bài thơ Đá ơi, nhà thơ Nguyễn Duy đã từng viết như sau: nghĩ cho cùng, mọi cuộc chiến tranh, phe nào thắng thì nhân dân
đều bại. Và điều đó đã trở thành chân lý bất biến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin Vì sao trước hội nghị Trung ương 10 đấu đá nội bộ sẽ quyết liệt chưa từng thấy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.